Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức sau khi được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14. Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN diễn ra tại Lào, tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Doanh nghiệp châu Âu nhận định tích cực về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Thưa quý vị, với tỷ lệ 97,77% số đại biểu tán thành, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Quốc hội khóa 14 bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội. Sáng ngày 22 tháng 7, Quốc hội đã thông qua nghị quyết chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội khóa 14. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi được bầu. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bốn Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13 là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Đỗ Bá Tị và ông Phùng Quốc Hiển cũng đã tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14. Cũng trong sáng ngày 22 tháng 7, 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được bầu và ra mắt Quốc hội. Thưa quý vị, Quốc hội khóa 14 sẽ là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội và đồng bào cả nước sau khi tuyên thệ nhậm chức. Thưa Quốc hội, tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14. Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào cử tri cả nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tất cả các đại biểu Quốc hội khóa 14 phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật. Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội ta thực sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
Như vậy là lần thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hoàn thành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, đồng thời cam kết tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, để Quốc hội thực sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Một căn kết mà theo các đại biểu cũng sẽ là những phương châm hoạt động của Quốc hội khóa 14 trong thời gian tới. Ghi nhận của các phóng viên thời sự bên lề phiên làm việc của Quốc hội vào ngày 22 tháng 7. Cùng với đánh giá cao, lễ tuyên thệ được tổ chức trang trọng, thể hiện sự tôn nghiêm của cơ quan cao nhất, đại diện cho quyền lực, ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước. Nhiều đại biểu cho rằng, những cam kết của người đứng đầu Quốc hội tại lễ nhậm chức sẽ là động lực để Quốc hội tiếp tục hành động vì lợi ích của người dân. Cá nhân tôi thấy thực sự là vô cùng cảm động và tôi thấy giây phút đó thực sự là rất là thiêng liêng. Và tôi cũng qua đó tôi cũng ý thức được trách nhiệm của cá nhân để làm sao cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội sẽ triển khai đảm đương cái trách nhiệm mà cử tri đang gửi gắm và mong đợi đến Quốc hội, một Quốc hội hành động vì dân, vì nước như lời tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội. Nhiều đại biểu cũng cho rằng trong bối cảnh nhiều thách thức như hiện nay, chắc chắn nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội sẽ ngày một nặng nề và khó khăn hơn trước. Để hoàn thành nhiệm vụ cử tri giao phó, nhiều đại biểu cho rằng bản thân mình và Quốc hội sẽ phải hành động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, đặc biệt là phải quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề bức xúc được người dân quan tâm. Tôi nghĩ rằng Quốc hội khóa 14 sẽ có rất nhiều thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ của mình. Đó là những thách thức về phát triển kinh tế, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội và đặc biệt là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quan trọng là cái việc giám sát cái sự xâm hại môi trường trong cái quá trình phát triển kinh tế. Thì chắc chắn cái điều này là một cái đặt ra cái thách thức rất lớn đối với mỗi đại biểu Quốc hội. Người dân quan tâm đó chính là vấn đề liên quan đến quy trình bổ nhiệm. Ta chọn người sai, ta bổ nhiệm sai, nhưng mà tất cả các quy trình đều chuẩn. Vậy thì cái giám sát để tìm ra cái quy trình ở đâu để tạo lỗ hổng, để bổ nhiệm những người không xứng đáng. Một số ý kiến cũng mong rằng Quốc hội sẽ vào cuộc thật quyết liệt trong xây dựng một nhà nước pháp quyền để không còn có lợi ích nhóm chi phối, đồng thời kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ngân sách trong bối cảnh nợ công đang tăng cao. Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán nhà nước. Ngày 22 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, thống nhất dự kiến nhân sự trình Quốc hội, bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và các ủy viên của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, trưởng các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thảo luận thống nhất về tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội trong năm 2017, dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2016. Thưa quý vị, từ nay đến cuối năm, Ban Nội chính các tỉnh thành ủy cần đẩy mạnh tiến hành rà soát lại các cuộc thanh tra, kinh tế xã hội cũng như các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước nhằm phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế để chuyển các cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những nội dung được ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương đặc biệt nhấn mạnh tại các hội nghị giao ban khu vực 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính các tỉnh thành ủy được tổ chức trên toàn quốc trong thời gian vừa qua. Tại các hội nghị, ông Phan Đình Trạc cho biết kết quả các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước là nguồn quan trọng để phát hiện tham nhũng. Trong thời gian Ban Nội chính Trung ương sẽ kiến nghị Bộ Chính trị ban hành quy định bí thư cấp ủy của các cấp trực tiếp phụ trách công tác phòng chống tham nhũng. Ngày 22 tháng 7 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thời gian vừa qua và cung cấp một số thông tin liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trong việc cấp phép cho Formosa thuê đất 70 năm. Trong quý 2, ngành thanh tra đã phát hiện hơn 8.000 tỷ đồng và 860 ha đất vi phạm, kiến nghị thu hồi hơn 6.700 tỷ đồng và 515 ha đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 221 tập thể, xử phạt hành chính hơn 1.400 tỷ đồng đối với các tổ chức cá nhân vi phạm.
liên quan đến trách nhiệm trong việc cấp phép cho công ty Hưng Nghiệp Formosa thuê đất 70 năm. Thanh tra Chính phủ cho biết, thời điểm trước năm 2014, cấp tỉnh chỉ được cấp phép cho thuê đất tối đa 50 năm, nên tỉnh Hà Tĩnh cho thuê Formosa cho thuê đất trong 70 năm là không đúng quy định của pháp luật. Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về vấn đề này, song kết luận không chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể mà chỉ gắn với cấp có thẩm quyền, đặc biệt là Ban Quản lý Dự án Vũng Áng. Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện, xử lý các nội dung kết luận thanh tra và sẽ công bố công khai sau khi đã thống nhất những nội dung liên quan. Trong phần tiếp theo của bản tin, hội nghị quan chức cấp cao ASEAN diễn ra tại Lào tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Các doanh nghiệp châu Âu nhận định tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 7, hội nghị ASEAN tại Lào bước vào các phiên thảo luận quan chức cấp cao. Các vấn đề quan trọng của ASEAN đã được đưa ra thảo luận nhằm thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Thông tin từ nhóm phóng viên Đài Truyền Việt Nam theo dõi hội nghị. Cuộc họp các quan chức cao cấp ASEAN hôm nay tập trung thảo luận một loạt vấn đề liên quan đến tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại của ASEAN cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Cái nội dung chính của ngày hôm nay là đánh giá lại về cái tình hình thế giới và khu vực, trao đổi ở cấp thứ trưởng ngoại giao, đánh giá lại về cái tình hình thực hiện cái kế hoạch xây dựng cái cộng đồng về chính trị của và an ninh của ASEAN như thế nào, bàn về vấn đề phát triển quan hệ đối tác của ASEAN với các cái nước ở bên ngoài, cũng như là một số những vấn đề liên quan đến cái quá trình nâng cao cái hiệu quả hoạt động của các cái cơ chế khác nhau của ASEAN. ASEAN đã khẳng định vai trò trung tâm trong những năm qua với một loạt khuôn khổ hợp tác ra đời theo sáng kiến của ASEAN đã phát huy hiệu quả to lớn, trong đó phải kể đến Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN IRF, Hội nghị cấp cao Đông Á, các cơ chế thảo luận ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3 với các đối tác hàng đầu trên thế giới. Hội nghị ASEAN lần này tại Viêng Chăn sẽ tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác quan trọng này với vai trò không thể thiếu của Việt Nam, một thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN. Việt Nam ta tham gia ASEAN lần này với cái mục tiêu là làm sao đóng góp vào vấn đề nâng cao cái hiệu quả và cái vai trò trung tâm của ASEAN và cái đoàn kết của ASEAN, nhất là trong cái bối cảnh tình hình khu vực có những cái thuận lợi nhưng đồng thời cũng có những cái diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh khu vực hiện nay, ASEAN vẫn tiếp tục thể hiện sức hút mạnh mẽ, bằng chứng là đang có thêm 8 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới mong muốn trở thành đối tác chính thức của ASEAN. Đó là Đức, Thụy Sĩ, Mông Cổ, Bangladesh, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ecuador. Phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đây là một mục tiêu quan trọng và bao trùm các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, cả trong nội khối cũng như quan hệ với các đối tác bên ngoài. Vì một ASEAN củng cố được sức mạnh từ bên trong thì sẽ càng khẳng định được tiếng nói có sức nặng trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Thùy Trang, Đài Truyền Việt Nam từ Viêng Chăn, Lào. Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan tại Viêng Chăn, Lào, ngày 22 tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phó Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phan Kham Vị Phả Văn. Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định sẽ cùng với Lào và các nước ASEAN khác phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN và tích cực củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Các lãnh đạo Lào gửi lời cảm ơn Việt Nam đã luôn tích cực ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016. Các vị lãnh đạo đề nghị hai bên tích cực triển khai các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước và kết quả kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu về hội thảo quốc tế những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hội thảo do Hội Luật gia Việt Nam và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.
Dự kiến sẽ có hơn 200 đại biểu và 20 diễn giả nổi tiếng có uy tín về lĩnh vực chính trị, luật quốc tế và luật biển quốc tế đến từ các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học lớn của Liên bang Nga, Nhật Bản, Australia, Vương quốc Bỉ và Việt Nam. Tại hội thảo, các diễn giả sẽ trình bày các tham luận khoa học về các vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy tắc tố tụng và giá trị phán quyết của tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, đặc biệt là phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện Philippines và Trung Quốc đưa ra vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Các tham luận cũng sẽ đánh giá, bình luận những ảnh hưởng, tác động về chính trị, pháp lý và quan hệ quốc tế của phán quyết này đối với các quốc gia trong khu vực và thế giới, cũng như cơ chế thực thi phán quyết trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Nhân dịp này, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo thành lập trung tâm đào tạo và nghiên cứu về luật biển quốc tế với mục đích nghiên cứu đào tạo chuyên sâu về luật biển Việt Nam và luật biển quốc tế. Hội thảo sẽ chính thức khai mạc vào ngày 23 tháng 7. Thưa quý vị, những thông tin chi tiết về hội thảo Biển Đông tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi cập nhật trên các bản tin tiếp theo trên kênh VTV4 và tại địa chỉ Facebook VTV International. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được văn bản của Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ công bố về quy trình xác định sự độc lập của lô hàng cá bộ, cá thuộc bộ Siluriformis, bao gồm cá tra, ba sa, cá chê, cá lăng và cá bông lau, với lô hàng bị cảnh báo hóa chất kháng sinh. Theo đó, trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 8, khi phát hiện các lô hàng thuộc bộ cá này nhập khẩu vào Hoa Kỳ có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu về hóa chất, kháng sinh, thì Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ sẽ yêu cầu nhà nhập khẩu phải cung cấp kết quả phân tích chỉ tiêu hóa chất kháng sinh vi phạm. Chỉ những lô hàng có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu và được Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ công nhận là độc lập mới được phép thông quan. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản yêu cầu các doanh nghiệp khi có lô hàng cá bộ này xuất khẩu bị Hoa Kỳ cảnh báo cần nghiên cứu kỹ quy định của phía Mỹ để có căn cứ giải trình về nguyên nhân và các biện pháp khắc phục. Có gần 67% số doanh nghiệp thành viên của Eurocharm tại Việt Nam được khảo sát về tình hình kinh doanh phản hồi là rất tốt và tốt. Đây là kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý 2 năm nay do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm vừa công bố. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát đã nhận định sự ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục. Cụ thể có 56,3% phản hồi là ổn định và cải thiện. Nói về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp mình trong quý tới, các doanh nghiệp châu Âu đều lạc quan với 9,4% của phản hồi rất tốt và hơn 54% đánh giá tốt. Khảo sát này được gửi đến 883 thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp châu Âu lớn đang hoạt động tại Việt Nam. Các kết quả trong quý 2 năm 2016 cho thấy kỳ vọng tích cực cho tương lai gần và sự hài lòng tương quan với tình hình hiện nay. Doanh nghiệp thành viên Eurocharm duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường Việt Nam và các hoạt động kinh doanh trong nước. Đã có gần 44% số doanh nghiệp được khảo sát phản hồi sẽ tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Đây được cho là một dấu hiệu tốt cho việc thực hiện Hiệp định Tự do Thương mại Liên minh châu Âu - Việt Nam, vốn được mong đợi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu. Chiều ngày 22 tháng 7 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Viện Nghiên cứu Đông Á của Nhật Bản, Cố vấn đặc biệt của Viện Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Việt đã ký thỏa thuận hợp tác về nông lâm ngư nghiệp, đào tạo nông dân, phát triển nông thôn. Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tập trung hỗ trợ phát triển kỹ thuật và kiến thức kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, bao gồm chuyển giao công nghệ sản xuất, chế biến, xây dựng hệ thống phân phối kinh doanh hàng hóa nông sản tiên tiến, đồng thời phát triển các dự án công nghệ mới, mô hình kinh tế nông lâm ngư nghiệp, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn và các kỹ thuật canh tác bền vững. Bên cạnh đó sẽ nâng cao trình độ và kỹ năng cho cán bộ kỹ thuật, quản lý trong ngành nông nghiệp theo chương trình tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 22 tháng 7, lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2016 với chủ đề Tuổi trẻ kiều bào với di sản văn hóa dân tộc đã diễn ra tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng. Như vậy là hành trình khám phá, trải nghiệm các di sản văn hóa dân tộc của các đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào đã chính thức khép lại.
Tham dự lễ bế mạc có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, cùng với hơn 100 đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào và đông đảo đoàn viên thanh niên của thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Lã Trang thông tin chi tiết từ hiện trường. Thưa quý vị khán giả, hành trình chạy hè Việt Nam năm 2016 của hơn 100 thanh niên sinh viên kiều bào đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đến với điểm đến cuối cùng là nơi đây, công viên Biển Đông của thành phố Đà Nẵng. Và lễ bế mạc cũng như là hoạt động giao lưu giữa tuổi trẻ kiều bào tham gia chạy hè năm nay cùng với tuổi trẻ của thành phố Đà Nẵng tại đây ngày hôm nay cũng là hoạt động cuối cùng của chạy hè. Phát biểu tại lễ bế mạc ngày hôm nay thì Thứ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, ông Vũ Hồng Nam đã nhấn mạnh, với thế hệ người Việt thứ 3, thứ 4, đa số được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, thì chạy hè Việt Nam là cơ hội để cho các bạn tìm về cội nguồn, về thăm quê cha đất tổ, để các kiều bào trẻ tìm hiểu truyền thống lịch sử hào hùng và trải nghiệm những nét văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc. Nhìn lại hành trình 14 ngày đã qua, các bạn trẻ kiều bào đã đi qua 9 tỉnh thành phố miền Bắc và miền Trung, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của cha ông. Các đại biểu kiều bào trẻ đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Các kiều bào trẻ cũng đã đến thăm nhiều di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới như là Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, Thánh điện Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, vân vân. Bên cạnh đó thì các bạn cũng đã được tham gia vào nhiều những cái hoạt động thiện nguyện, thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các trẻ em đường phố, các nạn nhân chất độc màu da cam. Vâng, và để nhìn lại kết quả của chạy hè Việt Nam năm 2016, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn. Thưa Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, ông đánh giá như thế nào về kết quả của chạy hè Việt Nam 2016 ạ? Thành công lớn nhất của chạy hè hôm nay thể hiện ở trên các gương mặt rạng rỡ, ngời sáng của các thế hệ trẻ kiều bào ở trên các nước trên thế giới về Việt Nam. Các bạn trẻ thể hiện cái tình yêu quê hương đất nước của mình, cái niềm tự hào vô bờ bến và tự hào mình trở là người con mà có dòng máu Việt và trở về đất nước mẹ của mình. Cái chủ đề của chúng ta đặt ra là tuổi trẻ kiều bào gắn với cái di sản văn hóa dân tộc, và đấy là cái niềm tự hào của cả dân tộc chúng ta. Và các bạn trẻ sống xa quê, xa đất nước ấy, mà nhiều bạn trẻ chưa từng bao giờ về đất nước, thì cái di sản này nó tạo cho các bạn một cái niềm tự hào về cái dân tộc của mình. Khi các bạn trải qua những cái di sản mà cả thế giới biết đến, những cái di sản mà được UNESCO công nhận và những cái di tích lịch sử mà ngợi danh của Tổ quốc, và đặc biệt ấy là các bạn được tham gia giao tiếp với thanh niên, giao tiếp với người dân ở trong nước, cũng tạo cho các bạn một cái niềm tự hào gắn bó với cái dân tộc của mình. Thưa ông là để tiếp tục lan tỏa những ý nghĩa tốt đẹp của chạy hè Việt Nam năm 2016 cũng như là tăng cường hơn nữa cái sự kết nối giữa tuổi trẻ kiều bào ở nước ngoài với lại tuổi trẻ kiều bào trong nước, thì bên cạnh những hoạt động thường niên như là chạy hè mà ủy ban vẫn đang tổ chức, thì theo ông chúng ta cần có những cái hành động cụ thể nào khác nữa ạ? Chúng tôi phải làm nhiều việc, ví dụ như là phải đa dạng hóa các cái hoạt động của thanh niên. Năm nay là năm đầu tiên mà chúng tôi đa dạng hóa. Ví dụ như là chúng tôi gắn tuổi trẻ với cái di sản là một cái đa dạng hóa thứ nhất. Thứ hai là chúng tôi đi vào cái chuyên sâu hơn để cho có nhiều những cái hoạt động giao lưu của thanh niên kiều bào với người dân trong nước, với thanh niên trong nước nhiều hơn. Và năm nay có một cái đa dạng nữa ấy, là chúng tôi có tổ chức một cái chuyến của các cháu bé thiếu nhi độ tuổi từ 10 đến 12, 13 tuổi, cấp 1, cấp 2 ở Thái Lan, là một chuyên đề như vậy về Việt Nam. Và khi trở về thì các cháu rất là xúc động. Thì những cái đa dạng hóa như thế thì mình đi vào đúng cái ý nguyện của các cháu, và nó làm cho các cháu cái sức hút của chạy hè, cái sức hấp dẫn của chạy hè nó tăng lên rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, và ngay trong lúc này đây thì đây là những giây phút cuối cùng của chạy hè Việt Nam năm 2016, và chắc chắn rằng những bạn trẻ kiều bào sẽ có rất nhiều những điều từ trái tim mình muốn gửi gắm, và chúng tôi xin mượn những lời này để thay cho lời kết ngày hôm nay. Xin mời hãy cùng nói với quý vị khán giả. Tạm biệt Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Và những hình ảnh về lễ bế mạc của trại hè thanh niên sinh viên kiều bào năm 2016 cũng đã kết thúc bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Để xem lại các chương trình, quý vị có thể truy cập vào website và trang YouTube chính thức của VTV4. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.